Chào cả nhà. Hôm nay, Talkbochi sẽ chia sẻ với các bạn một món quà đầy ý nghĩa và hấp dẫn. Món Talkbochi xúc xích, một biến thể mới lạ của món ăn truyền thống Hàn Quốc, được rất nhiều bạn trẻ yêu thích và thưởng thức. Món Talkbochi xúc xích phô mai kéo sợi với những viên bánh gạo mềm dẻo ngon được nấu với sự kết hợp độc đáo của xúc xích thơm ngon với phô mai kéo sợi hấp dẫn. Món Talkbochi xúc xích phô mai kéo sợi đã trở nên phong phú và đa dạng hơn bao giờ hết. Bạn có thể thưởng thức ở khung thời gian nào trong ngày cũng được, vì món Talkbochi được chế biến với bánh gạo và kết hợp với xúc xích và rau cải thảo tươi ngon phủ một lớp phô mai giúp bạn dùng ngon hơn. Nếu bạn thực sự yêu thích món ăn này và đã xem hết video này của chúng tôi có một phần quà muốn tặng bạn hoàn toàn miễn phí. Cách hướng dẫn chi tiết với quy trình tạo lên món ăn đặc biệt chuẩn của Hàn Quốc này, tôi đã đóng gói thành video và tài liệu công thức đi kèm giúp bạn dễ dàng thao tác. Bạn chỉ cần comment bên dưới muốn nhận món quà này, tôi sẽ gửi món quà này tới bạn. Nếu bạn thực sự yêu thích ẩm thực Hàn Quốc, không nên bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này. Cuối cùng, chúc bạn sớm có thể chế biến thành công món ăn Talkbochi xúc xích Hàn Quốc phô mai kéo sợi này tại nhà hoặc tại quán của bạn nhé. Hãy nhớ đừng quên nhấn like và follow để tiếp tục đón xem những sản phẩm mới của Talkbochi và các phần quà Talkbochi sẽ tặng bạn nhé.